Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh MyBitcoin. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia vào cái anh drop đến từ cái dự án là Nemix nha các bạn. Thì về cái anh drop này nó cũng là tương đối là hơi là phức tạp một tí các bạn. Thì cái anh drop này thì nó yêu cầu chúng ta là check cái điểm mà cái quý của chúng ta ấy các bạn. Nó kêu là check điểm quý của chúng ta là được bao nhiêu điểm ấy. Thì nếu mà cái quý của các bạn có điểm càng cao thì cái quý của các bạn thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được MFT. Thì về cái pool của anh Rob này đó là nó sẽ rank dâm là 1.000 MFT cho những cái quý mà có điểm cao nhất nhé. Thì cái điểm của quý của các bạn là cái quý của các bạn phải lâu năm này và có nhiều giao dịch ở trên đó, thì nó không yêu cầu là giao dịch ở đâu, nhưng mà cái điểm của các bạn, cái quý của các bạn phải có nhiều giao dịch, như là chẳng hạn như là các bạn swap hoặc là các bạn đi pool trước đây ấy. Thì bây giờ chúng ta check điểm thôi nhé. Thì các bạn cứ tham gia đi vì free mà, biết đâu nó rank zoom thì trúng các bạn thì sao. Thì này là một cái dự án về làm về MST, nó cho các bạn là min MST với lại là buôn bán trên đây thôi nhé. Ngoài ra thì cái MST của các bạn có thể là đi stake để nhận coin token là NBUL. Ok, thì để tham gia vào cái anh drop này thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, nó sẽ có cái giao diện như thế này nha. Sẽ có giao diện anh drop như thế này. Thì cái giao diện này thì cái đầu tiên của các bạn là các bạn cần phải dán cái địa chỉ quý BSC của các bạn vào nha. Thì địa chỉ quý thì các bạn dùng quý Trust Wallet hoặc là quý MetaMask, các bạn copy lại cái địa chỉ Smart Chain của các bạn. Sau đó các bạn quay trở lại với trang anh drop. Các bạn dán cái địa chỉ quý của các bạn vào đây. Sau đó thì các bạn nhấn vào cái dòng là click to get your score. Thì score này có nghĩa là điểm, có nghĩa là chúng ta là check cái quý của chúng ta là được bao nhiêu điểm ấy. Thì điểm càng cao thì các bạn có cơ hội nhận được MST đến từ cái dự án này càng cao nhé. Ok, sau khi các bạn dán cái địa chỉ quý này xong thì các bạn nhấn vào click to get score, cái dòng này chúng ta check điểm. Ok, thì như vậy là cái quý của mình là có 1.365 điểm nhé. Ok, thì sau khi các bạn check xong thì chúng ta làm cái nhiệm vụ sau. Nó chỉ có hai nhiệm vụ thôi, đó là nhiệm vụ follow Twitter, chia sẻ lời viết, rồi lại là join vào kênh Telegram. Ok, thì hai cái nhiệm vụ này thì hai cái đường link Twitter với lại đường link Telegram của dự án mình sẽ để dưới phần mô tả cho mọi người, cho mọi người dễ join nhé. Ok, nhiệm vụ đầu tiên đó là follow Twitter và chia sẻ lời viết. Thì các bạn nhấn vào đường link ở phía bên dưới, nó sẽ dẫn các bạn đến trờ Twitter của các bạn, của dự án. Thì trên Twitter của dự án các bạn ấn nút follow này, sau đó các bạn kéo xuống đây thì ở cái bài viết đầu tiên này các bạn tiến hành like, sau đó các bạn nút chia sẻ, các bạn chọn vào phần vote tweet, tweet là bằng bình luận đó các bạn tag thêm hai ba người bạn vào đây giúp mình nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào phần tweet chúng ta đăng lại bài viết này. Sau khi đăng xong thì các bạn vào phần các bạn quay trở lại tường nhà, các bạn chọn vào phần mục hồ sơ profile. Tiếp theo đó thì các bạn chọn vào phần tweet và reply, các tweet và đã trả lời ấy. Sau đó chúng ta copy lại cái link bài viết mà chúng ta vừa chia sẻ nhé. Thì ở dưới bài viết nó có dấu mũi tên lên, các bạn nhấn vào, sau đó các bạn chọn vào phần copy link to tweet. Sau đó các bạn quay trở lại với trang AnaDrop, các bạn dán cái link bài viết đó vào đây. Ok, tiếp theo đó là Telegram username, thì các bạn vào link dưới phần mô tả video, các bạn join vào cái kênh Telegram của họ nhé. Chúng ta tiến hành join này. Ok, sau khi join xong thì các bạn vào phần cài đặt setting trên Telegram, các bạn copy cho mình cái username Telegram của các bạn lại, sau đó các bạn quay trở lại với trang AnaDrop, các bạn dán cái username Telegram của các bạn vào đây, các bạn nhớ thêm a cộng ở trước nhé. Ok, sau đó thì các bạn ấn vào nút submit, chúng ta tiến hành gửi form đi. Ok, thì sau đó nó sẽ hiện ra chữ là submit success do ticker number. Thì đây là cái mã số của bạn, thì sau này cái mã số này nó sẽ random nhé, nó sẽ random. Thì nó random trúng các bạn thì nó sẽ tự động về phân phối cho các bạn thôi. Nó có thể là phân phối MST về cái địa chỉ quý của các bạn, hoặc là nó có thể là phân, đúng rồi, đúng rồi, nó phân phối về cái địa chỉ quý của các bạn nhé. Ok, thì như vậy là cái video mình hướng dẫn các bạn
nhận cái MST đến từ cái dự án Nimis. Đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem. Hẹn các bạn ở video tiếp theo.